Đây chào các bạn, hôm nay có đi ngang qua đường Nguyễn Thượng Hiền. Ở đây có một cái món là đây là món gì chị ha? Gọi cà xỉu. Tại sao mình gọi là gọi cà xỉu ha? À, đâu đem xem thế. À, đây là con cà xỉu ạ. Đây là cái mình đó, còn cái này là cái rau. Dạ. À, cái mà dài dài đó là cũng là rau của nó luôn. À, gọi là con cà xỉu. Cà xỉu này là xuất xứ ở đâu ha? Hà Tiên. Tức là cái này là đặc sản Hà Tiên đúng không ạ? Dạ, rồi rồi cô cứ làm đi nha. À, gọi cà xỉu, gọi đu đủ cà xỉu. Đây. Đây bữa giờ ăn gọi tí thí rồi gọi gọi Thái Lan. Gọi hải sản sống, mới hôm nay mới thấy món gọi cà xỉu ấy các bạn. À, phải dùng viên đá để gõ ha. Tại sao mình gọi dùng cái tay cho dễ tay? Tại vì cô thích cái này nên cô khó như thấy nó hay hay. À chứ không phải là nguyên bản của nó vậy ha? À, cũng là nguyên bản của nó luôn. À nguyên bản nó luôn. À tức là ở dưới kia là người ta làm cũng như vậy, là mình cũng lên đây mình cũng làm cho biết là ý vậy luôn. Tự làm luôn á. À. Nhà chị là quê ở Hà Tiên ha? À, cũng gần Hà Tiên, có người chị ở Hà Tiên ha. À, dạ, chị dạ. Chị là về làm. Cái này mình mới mở bao nhiêu thời gian rồi ta? 3 tuần rồi ta. À, mở 3 tuần nữa các bạn. À, đây là quả cà ha? À, cà pháo. Như vậy là một phần là 30 ngàn. Một phần 30 ngàn nha các bạn. Như một cái phần vậy là có bao nhiêu thành phần tất cả ta? 9 thành phần tất cả. Có đến 12 thành phần các bạn. 12 thành phần các loại. Ồ. Đây. Rau muống, đu đủ rồi cà xỉu rồi hoa này là hoa gì? Cái vàng vàng là. Cái này là bông sen đại lộc này cơ. À. Cái này là cái gì ta? Bông sen đại lộc. À, bông sen nữa. Ồ, hay quá ha. À, đây con cà xỉu này, thành phần quan trọng nhất của cái món này là con cà xỉu này. Đấy các bạn. Đặc sản của Hà Tiên. Ồ, lạc rang nữa. Đậu phộng. Đường. Đủ các món luôn. À, phải dùng cái viên đá này để đập. Ồ, chân nữa. Hai thành phần tất cả các bạn. Rất là nhiều. Nhưng như thế này thì có bị lộ bí quyết không ạ? Có sợ lộ bí quyết không? Dạ. đây rõ ràng hết rồi đúng không? Không giấu cái gì cả. Có cái bóng này là bóng điện điện ha. Bóng điện điện đó các bạn ơi. Nên có cái cối bằng đá nữa. Hay quá. Đặc sản của Hà Tiên nha mọi người. Bên vậy là đây, một phần vậy là 30.000 nha các bạn. Bán từ 4 giờ chiều đến 10 giờ chiều nha. Ai có dịp ghé qua đây thì ăn thử này. Gọi cà xỉu và hủ tiếu hấp. Bán hai món. Ngay ở số 64 Nguyễn Thượng Hiền đấy các bạn ạ. Hôm nay cũng đi quay giới thiệu cho mọi người xem. Ai có dịp đi qua đây thì ăn thử.
Cái gọi này nó khác với gọi gọi Thái Lan thì như nào ta? Cô không cần gỏi Thái Lan nữa. À dạ. Chỉ biết là gỏi cà xỉu ở nhà rồi lên làm nha. Dạ. Như là cô là quê ở ở cô gần Hà Tiên. À gần... người chị đỡ Hà Tiên á. À dạ. Gửi đồ về cho cô làm. Dạ dạ. Như là trước trước đây mình không bán cái này, mình bán cái gì ta? Cô hả? Dạ. Trước đây cô không có bán gì hết trơn đó con. Dạ. Trước đây cô không có bán gì hết trơn. Cô chỉ mới bán cái này là đầu tiên. À, lần đầu tiên trong đời luôn hả? Tại sao mình lại có ý tưởng là kinh doanh cái món này hả? Thấy nó là ngon hả? Thấy ăn về nhà làm ăn cái ngon rồi nên bán luôn con. Biết ở Sài Gòn thì có cái món này không, nhưng mà thấy là các bạn chưa bao giờ gặp. Đây có món gọi là cà xỉu mọi người. Nó có con cà xỉu cho nên gọi là gọi cà xỉu. Rất là đặc biệt. Bó đậu thì sao? Hay, hay quá. Cái này là cái hoa bông sen đại lộc. Bông sen đại lộc. Cái này cũng ở Hà Tiên không hả? Hà Tiên. Dạ dạ. Ờ hay quá. Như gọi Thái Lan thì người ta dùng cái chày người ta giá mà bằng gỗ cơ. Cái này thì đá hết các bạn. Còn cà xíu nữa. Cái này thì thấy rất là chưa từng thấy bao giờ luôn. Mới rồi là chị cũng xem YouTube chị mới biết. Xem YouTube chị biết chị tới ăn thử nữa các bạn. Đây cái lò này là cũng cái lò cà xỉu đấy ha. À, đúng con. Dạ. Đây các bạn ơi. Đây lò này là lò cà xỉu này. Hết là mình múc ra ha. Dạ. Đây còn đây cái cà xỉu này. Cả cái thành phần của cái món gọi cà xỉu này. Ở đây là cô giới thiệu là có 13 các loại thành phần khác nhau. Chưa kể các cái loại gia vị phụ trợ thêm nữa. Thì như ở đây các bạn thấy không? Tất cả đều được đựng trong những cái gáo dừa ha. Tại sao mình lại đựng trong gáo dừa ha? Đựng gáo dừa tại cũng Hà Tiên là cũng như dừa. À à. Nguyên bản luôn ha. Nguyên bản. Dạ, nguyên bản như ở gốc Hà Tiên đấy các bạn. Đây. Cái này là tép khô ha. Đây tép khô. Đây là quất tắc và rau rau mùi. Đấy các bạn, bây giờ mình sẽ nhờ cô làm cho mình một phần để mình ăn thử nha các bạn ơi. Cô làm cho con một phần nha cô. Đây mình sẽ gọi một phần gọi cà xỉu để ăn thử nhé các bạn ơi. Cứ dùng viên đá để đập. Như vậy là mở được mấy ngày ha cô ha? 3 tuần. Dạ. 3 tuần. 3 tuần. Bán được không ha? Cũng là ra cũng là, được. Là, ra. Dạ. Một phần mỗi ngày mình bán được khoảng bao nhiêu phần ha? Cũng được. Mấy 30 phần. À dạ. Lai rai ha các bạn. Một cái hoa sen đại lộc này nhìn hay quá. Cái vị của hoa sen này thì nó vị như thế nào ha?
vô nghe thơm thơm đấy, cái mùi vị chứ. À, còn người ta có hay dùng ở đây làm gia vị không ta? Có chứ. À. Cái này là để ăn đồ ăn hay là xa đồ. À, dạ, dạ. Tại chưa ăn bao giờ. Dạ. Nhưng mà quan trọng nhất của cái thành phần này là cà xỉu. Thì cà xỉu này mình muối hết không? Rồi làm sẵn. Rồi. Các bạn thấy không? Nhìn rất là hấp dẫn nha. Có cà xỉu này, đậu phộng này và rau giá đỗ và rau muống sắt này. Thấy nha các bạn. Nhìn ngon quá ha. Cái con cá siêu này nó sống ở dưới sông hay dưới biển á? Biển á. À, biển Hà Tiên ha. Dạ. Yeah. Rồi cô từ từ nha, cô từ từ để chụp bức hình vậy. Đây bây giờ mình sẽ ăn thử một phần nha mọi người ơi, các bạn ơi. Đây, mình vừa mới gọi. Dạ. Yeah. Mới gọi một phần đây các bạn. Cái này ăn với một cái bánh phồng tôm nữa. Thôi ăn ngay trên vỉa hè nha. Đây các bạn. Đây các bạn thấy không? Mình mới gọi một cái món gọi cà xỉu. Đây. Những cái cọng này là cái râu của con cà xỉu này. Cái cà xỉu này nhìn cũng giống như con nghêu á. Đấy, giống như con nghêu á các bạn. Trong này thì có 12 cái loại thành phần tất cả. Có cả bông điên điển này. Đấy các bạn thấy không? Bông điên điển, đậu phộng rang này. Và rau, các loại rau và các loại gia vị. Tổng hợp nên có đến hơn 12 các loại thành phần khác nhau. Đấy. Các bạn, đây có đậu que. Thì món này sẽ ăn cùng với cái bánh phồng tôm các bạn ơi. Các bạn thấy không? Cái món cà xỉu này quay gần cho các bạn thấy nhá. Đây bây giờ mình ăn thử xem như nào em, cái con cà xỉu xem như nào nha. Rất là ngon các bạn ơi. Cái con cà xỉu này mình tưởng nó mềm nhưng mà thực ra nó rất là giòn nhá. Nó giòn, cực kỳ giòn luôn các bạn. Nhưng mà nó hơi mặn một tí cho nên mình phải ăn với kèm với cái rau này. Thì nó mới hòa quyện với nhau, nó vừa đủ. Mới ngon. Đây các bạn. Đây. Rất là ngon nha. Đây mời mọi người thưởng thức. Cô chủ quán cho biết là mới bán đấy thôi. Mới bán đây có được có mấy ngày à. Cái này cũng tùy theo mình ăn cay thì mình sẽ gọi cay nha. Còn không các bạn có thể gọi cái vừa thôi, không cay quá. Có cái bông điên điển này. Nó sẽ rất là hơi đắng một chút xíu nhưng mà rất là ngon, nếu ai ăn quen thì cảm thấy rất là ngon.
cài một cái bánh đa nữa, bánh là phòng tôm á. Hai đường Nguyễn Thượng Hiền nha các bạn.